Đây, vú sữa hoàng kim đắt như tôm tươi. Các con hiểu như thế nào về... Con biết cô hỏi gì chưa? Dạ biết rồi. Rồi, mời con Ngân Chi. Dạ, vú sữa hoàng kim con đoán cái chữ là cái vú sữa là trái vú sữa rồi. Còn hoàng kim là chắc là một cái tên hoặc là một cái trái vú sữa mà nó có cái gì đặc điểm gì đó trên cái trái vú sữa đó. Đắt như tôm tươi, ý là con tôm tươi nó rất là đắt. Con tôm tươi nó đắt. Vậy con tôm càng không đắt. Con ăn qua tôm hùm chưa? Dạ rồi. Tôm hùm nó có đắt hơn con tôm tươi không? Dạ. Con không biết giá. Tôi tự mình dưới vấn đề của cô. Bây giờ là gì? Vấn đề vô nặng vấn đề đắt đi. Đắt như tôm tươi ấy là cái vú sữa, cái trái vú sữa đó nó rất là đắt. Mà đắt như cái giá tiền mà của con tôm tươi á. Phân tích cho cô được hai cái chữ hoàng kim không? Hoàng kim nghĩa là gì? Rồi, Duy Anh đi. Dạ, kim là một cái cây kim. Kim là cây kim. Hoàng kim như là cái cây kim người ta đặt tên là hoàng, người ta gọi là hoàng kim. Là cây kim là tên là hoàng. Đúng. Là kêu là hoàng kim. Con biết ý nghĩa nè. Rồi Ngân Chi. Dạ, kim á là bằng kim loại. Hoàng là hoàng nghĩa là hoàng hậu, ý là cái kiểu như là bà hoàng hậu bằng kim loại. Không phải. Là trái vú sữa bằng kim loại luôn. Dạ không phải. Không phải. Hoàng kim là bột tiêu rất là đắt. Mòn rất là đắt. Đắt tiền. Nói chung là thứ lợi nó đắt, nó là cao sang. Dạ đúng, đúng rồi. Ừ. Còn đắt như tôm tươi là ý nghĩa gì? Ý là đắt khách như tôm đắt tươi khách. Rất là đắt khách. Bây giờ mời cô chốt đi nè. Cái câu này thế nào? Cái vú sữa hoàng kim này nó rất là đơn giản. Kim là gì? Kim là vàng. Một trái vú sữa màu vàng người ta gọi là vú sữa hoàng kim. Còn đắt, đắt như tôm tươi đơn giản là người ta thường hay ví von là cái món đó được nhiều người ưa chuộng và người ta hay mua cái đó nhiều thì người ta sẽ gọi là đắt như tôm tươi. Hồi nãy thì cô thấy bạn Ngân Chi có cái sự hài hước và cũng rất là thông minh. Cô tặng cho em một cái icon có 5 cái mặt cười, cái chữ cười là chữ cười lon, chữ cười cười lớn. Dạ con cảm ơn. Cười con cười lo cười lớn ha 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 đều đó. Yeah. Rồi cô thấy là bạn Duy Anh tư duy cũng rất là sắc sảo và đáng yêu. Cô tặng cho em icon like. Cảm ơn cô. Con Khả Hân cũng có cái sự rất là đáng yêu. Cô tặng cho cô icon trái tim. Cô biết trái tim không? Được. Và bạn cuối cùng mặc dù trả lời lại đáp án của các bạn mình nhưng không sao, cô ghi nhận cái sự lắng nghe của con để có thể trả lời lại y chang bạn của mình. Cô tặng cho con một trái tim. Chúng ta sẽ tới phần ca dao tục ngữ. Cô Phương Lan đây sẽ đọc một câu ca dao tục ngữ và tụi con hiểu cái câu ca dao như thế nào và giải thích cho cô Phương Lan nghe. Bây giờ các em hãy nhìn nha. Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Bán anh em xa. Ai hiểu câu này rồi, mời Duy Anh. Có nghĩa là mình bán những người anh em của mình đi. Mình bỏ những người anh em của mình để mình đi với những người xung quanh mình. Và không ở với những người anh em mình nữa, mình sẽ đi với người khác. Là mình sẽ bỏ anh em mình sẽ đi với người khác ở những nơi gần hơn. Là nếu như mình có thể bán là mình sẽ bán anh em mình luôn. Không luôn. Văn Cường. Rồi, Văn Cường. Dạ. Ý người ta nói là mình đang ở chung với anh em của mình. Anh em của mình mới đi đâu đó. Cái đi đâu đó không thấy quay về. Đó là câu chuyện hình thế chạy nhạc. Vậy, vậy cho nó dễ hiểu. Là cuối cùng là con chốt là gì? Dạ, mình đang ở với anh em của mình đi đâu đó không thấy quay về. Mình cứ ở nhà mình không cần đi tìm. Mà tôi biết tại sao con nói là một anh em của mình đi đâu đó mà không thấy quay về không? Ừ, cô chưa hiểu tại sao con lại nói như vậy. Tại vì ví dụ nha, anh mình sống trong nhà với mình mà cô mình lại không có con. Xin ba mẹ mình nuôi một đứa con của anh mình. Là anh chị mình, lúc đó anh chị mình mới ra đi làm con của cô của mình. Là sao? Đó là câu chuyện gia đình của bé. Chúng ta nên bỏ qua. Ngân Chi. Dạ, bán anh em xa mua láng giềng gần. Giống như là anh em ở xa là muốn đi thăm mà là phải đi xa thì xa. Rất là mệt thì là bán anh em đi. Bán anh em đi.
rồi lấy cái tiền đó mua láng giềng gần, giống như là mình không cần tới anh em nữa, là mình đi chơi với người khác, mình đi chơi với người khác không cần tới anh em luôn. Khả Hân. Rồi Khả Hân. Có ba mẹ chăm lo rồi mình khỏi cần đi xa chi cho mệt, mình bán anh em đi, bán anh em đi, rồi lấy tiền bán mẹ luôn, bán anh em, bán mẹ luôn, bán anh em, bán mẹ luôn. Không phải, ý là chỉ là những người con bất hiếu á. À, cái câu này là ám chỉ những người con bất hiếu. Đó là những người con bất hiếu. Tôi chắc không. Cô không nghĩ là Khả Hân thương khi con nghĩ xong mà có thể trả lời một cái câu mà gây sốc cho cô thế như vậy đúng không? Cô chạy cả nước mắt luôn á, thật sự cô. Mẹ con đâu? Hả? Nhưng mà con không bán mẹ con đâu. Đó là hành động những người bất hiếu đúng không con? Bán anh em, bán luôn bà mẹ. Chứ con không phải là bất hiếu. Rồi, bán anh em xa, mua láng giềng gần có nghĩa là sao? Anh em ở xa, khi mà mình ở đây tối lửa tắt đèn, chỉ có những người láng giềng ở bên cạnh mình mới có thể giúp đỡ mình những lúc mà mình cần thiết như vậy. Còn anh em ở xa quá thì họ không thể nào giúp đỡ được. Tôi nói vậy thì cô đồng ý với cô Lan. Các con nghĩ như thế nào về câu trả lời của thầy Đạt? Chính xác. Rồi, nếu mà chính xác thì được. Thật sự thì từ nãy giờ tôi vẫn cảm thấy thầy có một cái gì đó cười lon ra nước mắt. Tôi sẽ tặng thầy cái này. Cảm ơn cô. Rồi. Các con hãy trả lời cho cô câu hỏi này. Da ở đâu trên cơ thể người là dày nhất? Da ở Khả Hân đây nè. Da nhiều nhất là bắp đùi. Bắp đùi. Bắp đùi. Tại vì mấy cái da trên đây thì nó có mỡ nên là nó mỏng. Lỡ bắp đùi của con là không có mỡ? Tùy theo người, nhưng mà đối với con thì nó có mỡ, nhưng người khác là không có mỡ thì sao? À con có, à con biết chỗ ở đâu không da dày nhất á. Con biết á. Rồi, ở đâu da dày nhất? Bàn chân. Thế con là ý kiến là bàn chân là da dày nhất? Dạ. Tại sao da bàn chân dày nhất? Tại sao nó lại dày nhất? Rồi, Khả Hân. Dạ, tại vì mình hay đi tới đi lui thì nó sẽ từ từ nó dày dày lên. Con biết nè. Con rồi, biết rồi sao? Mời Văn Cường. Văn Cường. Dạ, tại vì chân mình là nó bên dưới đúng không? Thì mình thường hay dùng cái chân để mình đi tới đi lui. Nếu như mà cái da chân nó không dày thì mình đi có phải là mình đi chậm hơn bình thường không? Cái da chân nó phải dày mình mới đi nhanh được một chút. Bởi vì cái chân là nó chống đỡ nguyên cái người mình luôn. Rồi. Bởi vì sao cái chân nó là ở dưới. Rồi Ngân Chi. Rồi Ngân Chi. Dạ con đoán là da bàn chân nó dày dạ, nhất dày. Là bởi vì khi á mà mình đi, nếu như da mỏng thì nó có sẽ bị sức. Mà cái chân nếu mà bị đau thì rất là khó để di chuyển, đi qua đi lại được. Đây là cô đoán là da bàn chân là da bàn chân dày nhất. Mình dùng chân mình đi thì da bàn chân nó sẽ tiếp xúc nhiều với lại mặt đất nên da rất là dày. Vậy thì mình ngồi nhiều. Mình ngồi rất nhiều thì ở trên bộ phận này da có dày không nhỉ? Không phải là chỉ có ngồi không mà là chúng ta còn có đi như vậy nè, như vậy nè. Đó. Rồi. Nên là nó chứ chẳng lẽ rất, nên là nó rất là dài. Chứ chẳng lẽ đi ngồi lớn 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 lớn. Chứ chẳng lẽ tụi con cứ ngồi sao mà tụi con cần gì đâu. Ơ nè, nè người ta đi gì nè. Chứ không lẽ đi dài. Đó, rất kỳ lạ. Bởi vậy thôi, ổn định chỗ ngồi lại. Đừng nên quá khích, ta quay lại chủ đề chúng ta. Thì lúc nãy đa phần là các bạn chốt với nhau đúng không? Bạn nào cũng là ở dưới bàn chân của mình đúng không? Và câu trả lời chính xác, da mà dày nhất trên cơ thể người là đó chính là bắp chân. Bàn chân. Lòng bàn tay và lòng bàn chân. Và ở cái phần lòng bàn tay nè và lòng bàn chân là cái nơi mà có cái tuyến mồ hôi nó tiết ra khá là nhiều. Cho nên các bạn nhỏ phải nhớ phải thường xuyên rửa tay và rửa chân trước khi mà chúng ta ăn uống. Nhớ chưa? Dạ. Dạ. Ừ. Ở cái câu này thì lúc đầu thì đa phần các bạn trả lời chưa có chính xác lắm. Nhưng mà sau đó khi mà đã có sự phân tích thì các bạn cũng đã nhận ra được. Và cái người mà đầu tiên có sự sáng kiến cho cái câu trả lời này đó là bạn Văn Cường đúng không? Ừ. Rồi, cô tặng cho con một câu này. Con cảm ơn. Rồi, bạn Ngân Chi tặng cho
con luôn. Dạ con cảm ơn cô. Rồi bạn Duy Anh, cô khích lệ con tặng cho con một cái icon. Và Khả Hôm tặng cho con một cái icon luôn. Thì con cảm ơn cô. Các con nghĩ gì về câu hỏi này, ăn buffet nên ăn nhiều thịt cá hay ăn nhiều rau? Ai đang buffet rồi? Con. Ờ, bạn nào cũng ăn buffet rồi. Cô có ăn buffet rồi, thầy ăn buffet chưa? Ồ, buffet là gì? Ồ, thầy chưa từng ăn buffet à? Buffet có nghĩa là mình tự chọn cái món đó, nhưng mà kiểu nó chạy chạy vòng vòng, đồ ăn vòng vòng á, xong rồi mình rồi, tự chọn là có nhiều cái quán buffet muốn ăn gì tự đi lấy á. Đúng rồi. Ăn bao nhiêu cũng được hết. Cô nghĩ là nếu như mà thầy của con chưa biết thì các con nên nói thầy con đãi tụi con đang buffet, thì lúc đó thầy các con sẽ biết, đúng không nào? Yeah. Bạn nào thích ý kiến này vỗ tay cả nào để chúc cho thầy đãi đi ăn. Thầy đãi đi ăn luôn. Thầy sẽ biết buffet là nói gì. Tụi tốn tiền. Buffet là đồ ăn chạy 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 chạy, tự lựa món ăn. Đấy, hoặc là lẩu ăn truyền, còn có nhiều quán buffet thì chúng ta tự đi tới đi lui. Đi tới nữa. À, chúng ta lại đi tới đi lui. Cái này chúng ta gấp vô. Rồi, gấp vô. Rồi. Nhưng mà vẫn phải tính tiền. Mình ăn buffet là mình sẽ ăn những cái gì? Mình ăn cái gì cũng được, nhưng tốt nhất mình nên ăn cho cái gọi là tốt cho sức khỏe thì mình nên ăn là cá, thịt và rau. Cá, thịt và rau. Thì ăn cái nào nhiều? Ăn cái nào nhiều? Dạ, ăn cả hai cái luôn. Ăn hai cái nhiều luôn. Hai cái nhiều luôn. Rồi, Khả Hơn. Dạ là có nghĩa là chúng ta ăn đủ thứ món hết trơn, nhưng mà tốt nhất là chúng ta ăn đủ hết các vitamin. Vitamin. Ăn các vitamin là vitamin có ở trên cái dĩa luôn. Dạ không phải, có trong nhiều thịt cá với rau. Chúng ta ăn nhiều chất đạm, chất bột. Cái chế độ của Khả Hơn mà không được ăn chất béo, không được ăn chất béo. Không, nhưng mà phải ăn đầy đủ, ăn chất béo ít ít thôi. Ăn chất béo Khả Hơn, ăn chất béo rất ít. Ăn chất béo nhiều là nó dư chỉ đó chị Khả Hơn. Ăn chất béo nhiều là nó dư chỉ đó chị Khả Hơn. Ngân Chi. Dạ thì là vô ăn buffet nó rất có rất là nhiều món. Nhưng con nghĩ là mình nên ăn đồ chính, với lại ăn tất cả các món nhưng mà phải được là đồ chính, hạn chế ăn đồ sống. Ăn đồ chính hạn chế ăn đồ sống. Dạ ăn đồ sống sẽ bị đau bao tử. Ăn đồ sống sẽ bị đau bao tử. Con nghĩ nên ăn nhiều thịt cá và rau, và nên mình nên ăn nhiều nhất là rau, tại vì rau nó làm cho mình khỏe mạnh nè. Đó, trong đó có cà rốt thì mình nên ăn, và mình phải giảm bớt đồ chiên giòn lại. Dạ đúng rồi, con cũng giảm béo lại. Tụi con nghĩ là mình nên lấy thật nhiều đồ ăn, hay là lấy vừa đủ đồ ăn, hoặc là lấy ít đồ ăn? Dạ con nghĩ là lấy vừa vừa. Con cũng nghĩ lấy vừa vừa đủ đồ ăn của mình thôi, chứ mình không nên ăn quá nhiều, ta sẽ bị béo phì. Nhưng mà nếu như mà con lấy vừa hoặc con lấy ít thì con bị lỗ cái tiền con hay sao? Đúng không? Mình phải ăn cho đủ tiền của mình chứ, hoặc là mình phải ăn hơn cái tiền đó để mình cảm thấy là mình bỏ cái số tiền ra đó nó không uổng. Dạ không phải, mình phải ví dụ như là mình đoán là mình ăn như đây phần đi, thì mình sẽ lấy như đó thôi. Mình ăn hết rồi mình vẫn còn cảm thấy đói hay muốn ăn nữa mình mới được ăn tiếp. Con lấy vừa đủ đó, nhưng mà ăn xong còn đói thì lấy tiếp. Chứ lỡ nhưng mà mình lấy nhiều quá mình ăn không nổi, bỏ phí thức ăn uổng lắm. Mình có thể đem về sao? Ví dụ như mình ăn buffet, mình đang thêm một cái túi nữa đó, ví dụ như mình lấy cái đó sau của mình ăn không hết, mình đem về. Ví dụ nhà con có nhiều anh chị, con đem về cho anh chị con ăn được không? Dạ không được. Dạ, không được. Tại vì mình trả tiền rồi, mình muốn lấy bao nhiêu tùy mình chứ. Xí. Tại sao mà mình phải đem về trừ khi không xin phép người ta? Xin phép người ta đâu mới đem về được. Người ta không cho. Những người ở nhà người ta có mua vé đâu mà người ta ăn. Tự nhiên mình đem về cho người ta ăn, cái người ta được ăn miễn phí. Tụi con khen buffet thì con phải làm gì? Tụi con còn nhỏ là đang tuổi ăn tuổi lớn. Tụi con có thể ăn cái gì đó thỏa thích. Tụi con ăn tụi con mau lớn. Cô dạy thể dục là phải có eo mới dạy được. Đúng rồi, nhưng cô là cô đã tới một cái độ tuổi mà nó trưởng thành, cho nên là cô sẽ không có ăn thoải mái giống như là tụi con được. Cô phải có chế độ đàng hoàng. Nhưng mà cô thì cô vẫn thích ăn nhiều rau hơn, nhiều rau củ để cho nó đẹp da. Các con thấy chưa? Để mà có một thân hình là thon gọn như là cô giáo dạy thể dục của mình là phải có chế độ ăn uống là điều độ, ăn rau, ăn cá thì có thân hình thon gọn để tập thể dục.
Và trong phần này, thầy Đạt có một icon tặng cho Ngân Chi về hành động rất là hiện đại, ăn buổi tiệc buffet là phải ăn vừa đủ ăn hết lại nữa, không mang thừa thải phí phạm. Thật ra ngày hôm nay ở các cô thấy được một cái tinh thần đó là rất là nhiệt tình và rất là cố gắng. Thì cô khen ngợi cho cái sự cố gắng và nhiệt tình đó của tụi con. Đội chiến thắng sẽ là màu đỏ.